Xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Hôm nay mình mời tất cả mọi người cùng mình vào bếp với một món ăn đơn giản nhưng rất là ngon. Nào xin mời. Nguyên liệu để làm món cá này gồm cá phi lê, cà chua, hành tây, tỏi, hành lá, bột mì, bột bắp. Hành lá, cà chua, hành tây đều mình thái nhỏ hết nha các bạn. Và cá phi lê mình thái miếng nhỏ. Về phần bột mì thì mình 3 muỗng canh bột mì, 1 muỗng canh bột bắp. Mình hòa với nước trắng nha, sền sệt là được rồi. Bây giờ mình bắt cái chảo dầu lên nha. Rồi mình để tỏi vào phi. Tỏi mình phi thơm rồi, mình để cà chua vào xào nha. Và mình nêm trong cà chua là một ít đường và ít muối nha. Ít nước mắm. Mình để cái chắp vào là tức là sốt cà chua để cho cái màu cà nó đẹp á. Thì mình để hành tây vào nha. Hành tây mình đã thái hạt lựu mình để vào. Rồi mình xào cho chín. Rồi mình sẽ bắt một nồi dầu lên để cho sôi rồi bắt đầu mình chiên cá nha. Mình lấy một ít bột năng mình hòa với nước rồi mình để vào cái sốt cà đằng cho nó sền sệt, nó nhìn nó ngon hơn nha các bạn.
món cá chiên với sốt cà chua của mình đã xong, và cả nhà và các bạn có cảm thấy món ăn của mình như thế nào, hãy cho mình ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Và nếu thích video của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ nhiều người cùng xem. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Bye bye.